First term is pronounced ED, the final sound. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chương trình online và chương trình luyện thi đại học. Và hôm nay ngày thứ ba, 18 tháng 2 năm 2020. Và bài học của chúng ta sẽ bắt đầu với phần Phonetics Part 1. Cách phát âm đuôi ED. Đây là cái phần quan trọng trong cái đề thi đại học cũng như tốt nghiệp. Và phần đầu tiên là thầy dạy về ED. Để for example, murdered. Thì các bạn sẽ thấy động từ murder là kẻ giết người đúng không? Thì ED. Đó, chúng ta thấy ED. Rồi cái final sound, đó là âm cuối. Và ED được phát âm là D. Và âm cuối đó là R. Yeah. Và từ ED chuyển qua D. Nó được phát âm là D. Đó là for example, ok. Và chúng ta ED được phát âm thành ba âm khác nhau. Âm thứ nhất đó là T. Âm thứ hai đó là it. Và âm thứ ba đó là D. Và chúng ta sẽ đi âm đầu tiên đó là T. Vậy đuôi ED được phát âm T khi động từ kết thúc bằng những âm sao hoặc là chữ cái letter. Sau. Âm đầu tiên đó là S. Và nó thường kết thúc bằng những cái chữ cái đó là S-S-C-E. Đều phát âm ra S. For example, miss, động từ miss. Và khi thêm ED và cái kết thúc âm cuối đó là S. Và ED đó được phát âm đó là T. Một cái ví dụ khác đó là Place. Nó được phát âm là place. Âm cuối đó là S. E. C. E. Và đó là T. Placed. Âm thứ hai đó là âm sh. Và thường chữ cái cuối đó là SH hoặc là SHE. For example, đó, wash, động từ wash. Khi thêm ED đó là washed. Âm tiếp theo đó là âm chữ cái cuối đó là CH hoặc là CHE. For example, đó là watched. À, phát âm chậm đó là watched. Âm tiếp đó là âm k. Khi thầy để ở trong cái hai cái dấu gạch chéo đó, đó gọi là âm. À, chứ không phải chữ cái. Không phải chữ cái là K, ok. Chúng ta chú ý một chút. Khi chúng ta nhìn từ điển hay là những cái từ điển ở trên smartphone hay là từ điển bằng giấy, đó âm K. Và thường cuối, chữ cái cuối của đó, của những cái động từ đó là K, là K. K-E-O-C. Example, baked. Đó. Kết thúc bằng k. Cho nên chúng ta đó là ED được chuyển về t. Âm tiếp theo đó là à, những chữ cái cuối thường xuất hiện ở cuối từ đó là P O P. Example, stopped. Âm tiếp theo đó là thường có những chữ cái cuối như là F, F, E, O, P, H.
Example. Đó, graft. 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 À, một ví dụ khác đó là lift, động từ lift. 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 Phần thứ hai đó là ed được phát âm là it. Vậy nó chỉ được phát âm it khi có hai chữ cái hay là hai âm. Đó là âm thứ nhất đó là âm t. Và thường có chữ cái cuối đó là T or TE. Example. Want. 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 Wanted. Với thứ hai, âm thứ hai đó là âm D. Hoặc là những chữ cái cuối đó là D or DE. Example. Need. Need. Needed. 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 Cái thứ ba là ed được phát âm là d. Và cái âm này là nhiều nhất. Thì ngoài những cái chữ cái hoặc những âm đã được phát âm là âm t, à, thì những cái còn lại, thì những cái động từ, à, những động từ kết thúc những âm còn lại ngoài những âm của âm t và âm it, thì những âm còn lại khi thêm ed thì nó phát âm là d. À. Example, live, 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 lived, lived, lived. Cry, 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 cried, 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 cried. Đó. Đó là những ví dụ về những cái âm khác, những cái âm được thêm ed vào là phát âm t và it. Cái này, âm này là nhiều nhất. Những trường hợp đặc biệt các bạn chú ý khi chúng ta phát âm. Đó là thứ nhất đó là những cái giờ tính từ naked. Đó, ed được đọc là it. Naked. Đó, không quần áo hay là trần truồng. Wicked. Đây là những cái mà thuộc về tính từ adjective. Wicked. Beloved. Beloved. Sacred. Sacred. Hatred. 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 Đó. Naked. Wicked, beloved, sacred, hatred. Đó là những cái được phát âm ed được phát âm là it. Đó là những giới từ, à tính từ, sorry. Tiếp theo đó là wretched, rugged, ragged, dogged, aged. À, again, red. Chết, rugged, ragged, dogged, aged. Tiếp theo, đó, à, tiếp theo trường hợp này thì đó là phải phân biệt được động từ và tính từ thì phát âm được khác nhau. Ví dụ đó là learn, nếu động từ learn learned khi nó là adjective, còn learned, learned, learned khi nó là verb. Learned, 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 learned. Đó. Blessed khi tính từ, blessed khi nó là động từ. Cursed khi nó là tính từ, cursed. Cursed khi nó là động từ. Đó. Chúng ta sẽ repeat nha.
learned, khi nó động từ learned, khi nó là tính từ. Blessed, khi nó là tính từ. Blessed, khi nó là động từ. Cursed, khi nó là động tính từ. Và cursed, cursed, khi nó là động từ. Tiếp theo đó là crabbit, 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 khi nó là tính từ. Crept, crept, khi nó là động từ. Crooked, crooked, khi nó là tính từ. Crooked, 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 khi nó là động từ. Use it, use it, use it, khi nó là tính từ. Còn used, 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 khi nó là động từ. Đó. Again, crabbit, crabbit, crept, 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 crooked, crooked, use it, use it, used, used. Đó là những cái động từ trường hợp đặc biệt. Vậy chúng ta đi cái summary, summary đó là cái tổng quan, tóm tắt lại cái bài học hôm nay của chúng ta. Cái thứ nhất là ed được phát âm là thành ba âm. Âm thứ nhất là th, khi nó kết thúc bằng những âm. Ed được phát âm là th, kết thúc bằng âm k. Đó. Thứ hai, phát âm it, ed được phát âm là it, khi nó kết thúc bằng âm hoặc là những chữ cái T, D. Cái thứ ba đó là phát âm D, là những âm còn lại, kết thúc như là M, N, V, E, A. Đó là những cái mà của ED. Hôm nay chúng ta học được phát âm thành ba âm như vậy. Chứ các bạn chỉ cần nhớ đó là, chú ý là các bạn cần nhớ đó là những cái ED được phát âm và it mà thôi. Chúng ta chỉ cần là nhớ seven, seven, cái âm seven sounds, bảy âm đó. Phát âm t, k, sh, ch, f, s và t, t. Đó là những cái âm cần nhớ và những chữ cái chúng ta cần nhớ và chúng ta sẽ dễ dàng làm bài tập. Còn ngoài những hai cái âm đó ra thì tất cả đều phát âm là d. Và cộng thêm những cái mà chúng ta đã nói trước là những cái âm trường hợp đặc biệt thì các bạn phải nhớ và sử dụng, ghi nhớ những cái đó. À, một phần đó là practicing để các bạn dễ nhớ. Thì các bạn look at, choose the correct answer that is differently pronounced from the others. Đó là bài học của chúng ta, bài practice của chúng ta được lấy từ mã đề của kỳ thi đại học vừa rồi, kỳ thi tốt nghiệp và trung học phổ thông quốc gia năm 2019 của Bộ Giáo dục. Và mã đề này thầy trích dẫn đó là mã đề 401. Là câu đầu tiên. Ví dụ như A thì các bạn thấy là nó combine, nó kết thúc bằng âm N. B travel, nó kết thúc bằng âm O. Hay chữ cái L. Behave, thì nó kết thúc bằng âm v. Và chữ cuối cùng D, practice, nó kết thúc bằng âm s. Vậy
chúng ta cũng sẽ dễ nhận thấy đó là đáp án nào khác, ED được phát âm khác với những cái đáp án còn lại, đó là âm. Đó là câu trả lời, đó là D, practiced, bởi vì nó kết thúc bằng âm S. Còn những âm còn lại nó khác, E, N, V, O, thì nó được đều phát âm là D. Còn practiced chỉ được phát âm là T, bởi vì nó kết thúc bằng âm S. Để các bạn được rõ hơn và dễ dàng làm bài tập của các bạn ở nhà, practice more, thì thầy đưa thêm một vài câu nữa dẫn chứng để các bạn dễ dàng làm bài ở nhà và tự học. Ok, câu thứ hai đó là perform, nó kết thúc bằng M. Cancel kết thúc bằng âm O hay L. Câu C, discuss, nó kết thúc bằng âm S và hai chữ cái đó là SS. Và flow, R, nó kết thúc bằng âm R và chữ cái là W. Vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ nhận thấy âm hai chữ S này nó được phát âm khác với những từ còn lại. Đó là discussed. Còn những cái A, B, D được phát âm đó là D. Oh, sorry. Là một cái lỗi ở đây. Thầy đánh nhầm. Câu C chứ không phải câu D. Thầy circle nhầm. Đây là thuộc mã đề 402. Của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi năm 2019 của Bộ Giáo dục. Câu thứ ba, các bạn sửa ở cái câu này cho thầy nhé. Đó là câu C, thầy sẽ bỏ cái circle nó sai. Câu thứ ba đó là A, injured. B, promised. C, threatened. D, agree. Thì các bạn cũng thế dễ dàng nhận thấy đó là B nó sự khác biệt với những từ còn lại. Bởi vì cái động từ promise được kết thúc là S. Còn những như là injure, threatened, agree, E, đó là ngoài âm, những âm được phát âm là âm T. Vậy câu đáp án của chúng ta đó là promised, đó là cái khác biệt. Và đây thuộc mã đề 402, đề thi đại học vừa rồi. Và lại bị nhầm về câu trả lời rồi. Đánh nhầm, sorry. Thì các bạn phải đổi cho thầy ở câu số B, không phải D. Sorry một chút về cái lỗi kỹ thuật. Đó là B. Thầy nhắc lại đó là câu 2 đó là C, discussed. Còn câu thứ 3 đó là B, promised, bởi vì kết thúc bằng S. Đây là những hai mã đề, ba mã đề mà thầy đã đưa dẫn chứng ở ba mã đề. Và những cái phần ED được ra rất nhiều trong kỳ thi đại học và cũng như tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Thì các bạn chú ý đến những cái phần này. Và ở nhà các bạn luyện tập nhiều hơn, dàng hơn. Và lần tới thì thầy cũng sẽ ra bài tập practice cho các bạn nhiều về vấn đề về cách phát âm ED. Đó là cách luyện tập cho các bạn thêm nữa. Và hy vọng các bạn qua bài học hôm nay các bạn nắm được cái cách phát âm ED cuối. Những cái động từ được thêm ED hay là tính từ có đuôi ED thì các bạn cũng biết cách để các bạn làm bài tập ở nhà và practice more hay luyện tập lấy những cái đề thi của các bạn
tìm thấy hay ở đâu mà các bạn có hoặc ai gửi cho các bạn thì các bạn cũng có thể tự làm được. Hy vọng các bạn làm tốt các bài tập hôm nay. Thank you for the watching. Today, now we say goodbye and see you next time at the end. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau lần tới. Thank you. Bye.